tôi thấy là tội nhân hành á, là hành là cũng như là nướng cái cục sắt, cái cục sắt nó bề bề ngang gì nè nghe, mà bề dài gì nè, để vô cái đống lửa nghe, nướng nướng kêu bằng vàng cháy hết trơn, cái có bắt đầu lùi gì vô trong bụng gì nè, nó cháy nè, nhìn thấy ghê lắm kìa, kiểu đó ha. Tôi thấy tôi sợ rồi nghe, bắt đầu tôi niệm Phật nữa. Tôi thấy tôi không dám nhìn, dòm qua gì nè, thấy là bắt đầu không dám nhìn đó nghe. Bắt đầu niệm Phật nữa. Niệm Phật nữa cái đi một khúc nữa, đi một khúc nữa cái thấy là những cái người mà bị mà treo giò lên á, móc mà hai cái chân treo ngược lên rồi cái đầu mà thòng ngược xuống như là chọc chuối ngược vậy đó. Cái tôi thấy vậy mà tôi cũng sợ nữa nha, cái tôi niệm Phật. Niệm Phật á tôi đi nữa, tôi đi nữa cái tới khúc nữa. Khúc nữa cái tôi thấy là có người nằm sấp nha, mà cái cục đá tản thẳng nè, cái cục đá nó bự như cái nhà vậy đó. Nó mình nói bự như cái nhà thì nó mình thấy nó bự dữ lắm luôn, bự đè lên cái lưng người đó đó. Kêu bàn nó đè lên cái lưng. Gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để mình cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với chị Út, một vị cư sĩ ẩn tu nha cả nhà. Dạ, thì trong ngày hôm nay chị Út sẽ tiết lộ cho cả nhà mình biết được câu chuyện lúc mà chị Út vì thương nhớ mẹ cho nên đã đi thiếp xuống âm phủ để mà tìm mẹ mình. Dạ rồi, cùng với đó là câu chuyện tâm linh xoay quanh chị Út ở một cái đôi mắt có thể nhìn được những cái vong linh. Dạ rồi, để tìm hiểu về nội dung của video nói về chị Út là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video nha. Xin chào, mình là Vinh. Dạ, em xin gửi lời chào chị Út ạ. Dạ, thưa chị Út, ngày hôm nay á thì do có đủ nhân viên á cho nên em được gặp gỡ và trò chuyện cùng với chị Út, thì em cũng hy vọng rằng trong ngày hôm nay sẽ được chị Út chia sẻ cho em cùng với những người anh em đi chung nè, và quý vị Phật tử gần xa có được những câu chuyện tâm linh xoay quanh nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị gần xa kính mến, hôm nay tôi có cái nhân duyên lành gặp lại anh em huynh đệ và đệ Ngôn thì trao đổi đạo pháp, thì tôi kể lên những mẫu chuyện thì những anh em nào có nghe qua thì thông cảm và quan hỷ bộ chính thêm. Điều này tôi rất ghi ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đệ Ngôn có những chuyện gì thì đệ Ngôn cứ việc hỏi thì chị sẽ trả lời. Nào biết thì trả lời, còn không biết thì bỏ qua. Dạ. Dạ thưa chị Út. Giống vậy là em thì có nghe được á, là cũng như là được anh Út có tâm sự cho em biết á, là chị Út là người đã từng đi đến âm phủ. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay em sẽ được chị Út chia sẻ lại câu chuyện ngày hôm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chỉ ông không to rồi mà ông nói vậy. Thì kể chuyện về đi âm phủ thì tôi sẽ nhớ lại như gì. Thì trong một lúc đêm đó tôi ngủ, thì mình mới giờ đặt lưng xuống nằm ngủ hả quý vị, là mình thấy là nó mình đi một cái vô một cái cõi nào mà nó xa xa mà nó mờ mờ mà nó xa xa mờ mờ lắm. Thì tôi đi mình thấy mình đi một khúc xa, cái tôi thấy đi cái đầu mình đi hai hàng hai bên gì nè, cái mình đi chính giữa, mình đi chính giữa cái bắt đầu mình thấy hai hàng hai bên gì nè là nhốt với là tội nhân. Mà tôi không biết là cái đó kêu bằng cái không biết kêu bằng cái gì, mà nó giống như là cái tù thì nó không phải cái tù, mà cái nó bự hơn cái phòng ngủ mình lắm nha, mà nó gào cái bằng gào sắt gào gì nè, cái bắt đầu hai tay bên đây nè nó dối tại giới tôi gì nè, còn bên đây ha nó dối tại giới hai bên giới nè. Tôi nói ha quý vị ơi, ở trong đó đó ha nó cứng ngắc hết trơn luôn, mà mạnh ai mới giới gì nè kêu cứu. Nhưng mà tôi á thì tôi là người phàm mà tôi có biết đâu tôi cứu. Tôi tỉ niệm Phật không à, thì tôi niệm Phật là tôi đi hoài tới vậy đó. Thì cái tâm mình khi mà mình vô mình ngủ mình niệm Phật, mà khi mà mình đi mình cũng vẫn thấy mình niệm Phật nữa. Cái tôi đi nè, tôi niệm Phật hoài. Cái hồi tới cái khúc đó,
khúc đó cái tôi thấy là tội nhân á, hành á, là hành là cũng như là nướng cái cục sắt, cái cục sắt nó bề bề ngang gì nè nghe, mà bề dài gì nè, để vô cái đống lửa á, nghe, nướng nướng kêu bằng vàng cháy hết trơn, cái có bắt đầu lùi gì vô trong bụng gì nè, nó cháy nghe, nhìn thấy ghê lắm kìa, kiểu đó ha. Tôi thấy tôi sợ rồi nghe, bắt đầu tôi niệm Phật nữa. Tôi thấy tôi không dám nhìn, dòm qua gì nè, thấy là bắt đầu không dám nhìn đó nghe. Bắt đầu niệm Phật nữa. Niệm Phật nữa, cái đi một khúc nữa. Đi một khúc nữa, cái thấy là những cái người mà bị mà treo giò lên á, móc mà hai cái chân treo ngược lên, rồi cái đầu mà thòng ngược xuống như là chồng chuối ngược vậy đó. Cái tôi thấy vậy mà tôi cũng sợ nữa nghe, cái tôi niệm Phật. Niệm Phật á, tôi đi nữa, cái tới khúc nữa, cái tôi thấy là có người nằm sấp nha, mà cái cục đá tản thẳng nè, cái cục đá nó bự như cái nhà vậy đó, nó mình nói bự như cái nhà thì nó, mình thấy nó bự dữ lắm luôn, bự đè lên cái lưng người đó đó, kêu hoàng nó đè lên cái lưng người đó đó, mà mình không biết tội gì. Cái tôi thấy như vậy rồi, cái tôi sợ quá sợ. Cái hồi cái tôi thấy tới đi khúc nữa, tôi thấy ha, mấy cái người mà bị là xiềng xích ha, hai cái tay này nè, xiềng dây ha, rồi hai cái giò xiềng dây ha, kéo đi gỗm mà đi nghe cả chục người vậy đó. Cái mà mình sao mà mình đi mà mình chỉ biết niệm Phật không à, chứ không có dám hỏi gì hết trơn á. Mà trong lúc đó mình đi là mình, cái hồi đó là mẹ tôi bị là bệnh mắt á, rồi thành ra là mình chủ yếu là mình đi tìm coi là mẹ mình nó có cái cảnh giới nào, thành ra là đi tới cái khúc đó mình thấy như vậy đó, mình sợ. Rồi cái tôi mới đi tới khúc nữa, cái tôi thấy là chà dồ á, cái chà dồ mà bự vậy nè, tròn mà bự vậy nè, mà dài vậy nè, mà hai mà cái người đó đó ha, cầm hai tay vậy nè, mà quý vị ơi, cầm ở trên đó ha, mà quết xuống vậy nè đó ha, mà quý vị biết không, cái người đó là tướng cao to lắm, kêu bằng hai bên hai, giống như người lực sĩ vậy đó nha, cái tướng người đó nó mạnh dạng mà như lực sĩ vậy đó, cầm ở trên ha, quết xuống vậy nè, nói ha là quết có một cái một thôi quý vị, mà giống như là mình dằn chuột vậy đó, thấy ghê lắm kìa, như nó muốn nát như tương vậy đó. Ôi tôi nhìn tôi sợ quá, cái tôi niệm Phật tôi gung trơn hai giò tôi rồi, hai giò tôi và gung đi cũng hết nổi rồi nha, kêu bạn sợ rồi nha, mà lúc đó là tôi sợ là tôi xỉu rồi đó. Dạ. Niệm Phật dữ lắm luôn, rồi cái tôi sợ quá sợ, cái tôi muốn xỉu ở chỗ đó rồi, cái tôi mới niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cái mười niệm Nam Mô Đà Phật mười niệm, cái tôi niệm tôi nguyện tôi giái Địa Tạng Vương Bồ Tát á, tại vì mình nhớ là chỉ có cõi đó là chỉ có là Bồ Tát á, là Địa Tạng Vương, là tôi suy nghĩ là cái cõi này chắc cõi địa ngục chứ không cõi nào, tại vì mình thấy quá chừng nó hành tội nhân nè. Cái tôi niệm Đức Địa Tạng Bồ Tát á, Đức Địa Tạng Bồ Tát mới hiện ra, cái ổng cầm một cây tích trượng, cái tay mặt nha, tay mặt ổng cầm một cây gậy, và cái tay bên đây là ổng cầm một cái viên, một cái viên đó là cái viên gì mà nó trong suốt à, mà một tay thì cầm cây tích trượng giống như là ông Tâm Tạng vậy đó, rồi một tay thì cầm cái viên. Rồi ổng mới nói là thôi ta con sợ quá thì thôi để ta đưa con lên, thì giờ đó là mình mới suy nghĩ là mình mới biết là mình đi cái cõi là cõi địa ngục, chứ mình bắt đầu mình đi thì mình cũng không biết là đi cõi là cõi địa ngục, cho nên là mình không có dám hỏi là đi tới là cửa thứ mấy hay là tầng thứ mấy hay là như thế nào. Rồi mình chỉ biết là Đức Địa Tạng nói câu nói là thôi con sợ quá ta đưa con lên, mà lúc đó tôi đi tôi tìm mẹ mà tôi không có gặp mẹ, thì Đức Địa Tạng mới là đưa tôi lên, ngài nói con sợ quá ta đưa con lên, thì ngài chỉ nói vậy thôi, là bắt đầu là không có thấy, tôi không có thấy ông nắm tay gì chứ, ông nói là ta đưa con lên là tôi đứng cặp bên gì nè, là ông có chỉ phất một cái thôi là bắt đầu ông đưa tôi lên tới trên, ở trên là giống như cái mình thấy cái cảnh mà mình bay lên y gan như là ở dưới cái vách núi mà mình bay lên trên là ngọn núi vậy đó, thấy dơi rõ ràng vậy luôn nha. Dạ. Cái
Lên tới đó cái đầu ổng nói thôi ta đưa con lên tới Dương Gian rồi đó, con về đi. Cái quý vị ơi, thì giờ đó tôi mới nhẹ nhàng tôi niệm Phật. Mà cái lúc mình đi á, cái lúc mà ông Địa Tạng ông xuất hiện ra đó nha, mà mấy cái người mà nói mà giới hồi cấp, mà hồi cấp đầu mình gặp đó giới nữa, kêu nữa. Tại vì ông đưa mình về, nó kêu nữa, nó kêu cứu, cứu, cứu gì nè. Mà quý vị, tôi nghe tiếng cứu mà nghe nó kêu bằng mình sốt dạ luôn á. Dạ. Mà quý vị ơi, nghe ở dưới tội hành hình kiểu gì đâu mà nhìn thấy ớn lạnh ghê gớm quá đi. Cái tôi mới nói gì nè, tôi nói á, từ đây sắp tới chắc tôi không dám đi mà kiểu cảnh mà chịch chịch kiểu này, tôi không có dám đi nữa. Tôi sợ dữ lắm, sợ rồi. Cái bắt đầu tôi mới đi một thời gian sau nữa, cái cỡ khoảng 10 ngày sau ạ, cái tôi ngủ, tôi thấy tôi đi nữa. Tôi đi lên cái cõi trên, đi lên cái cõi trên, cõi gì mà nó mây mà nó trắng tư hà ngang, giống như là trên trời vậy đó. Cái tôi đi một khúc, tôi niệm Phật. Mình đi đâu mình cũng nhớ niệm Phật chơi ngộ quá à. Cái một khúc cái tôi gặp một cái ao sen, một cái ao sen mà nó to nó bự lắm, kêu bằng cái ao sen vậy mà nó to nó bự, kêu bằng không thấy bờ bến gì trơn. Ao sen ở đây á, thường thường á thì mình thấy là nó có bờ bến, bên đây mình dòm thấy bờ bên kia có cỏ hay là không có cỏ, còn này mình dòm cái ao sen đó nó không thấy bờ bến. Rồi á, là những cái bông sen nào bông sen nấy ha, nó bự gì nè, nó bự gì nè, nó bự dữ lắm, bự luôn. Tôi thấy cái ao sen mà có bông sen là nó rất là bự. Cái tôi mới niệm Phật hoài vậy đó nha, mà mình không biết hỏi ai, mình giờ mình hỏi cơ mình đi tới đâu, tới đây là tới đâu rồi. Cái tôi niệm Phật hoài tôi không thấy ai hết trơn á. Cái bắt đầu tôi mới dòm, tôi niệm Phật rồi cái bắt đầu tôi đi theo dòng theo cái bờ sen đó, tôi đi khúc nữa. Cái tôi thấy bên kia là có một cái tướng to bự nha, cái tướng ngồi trang nghiêm đó, ngồi mà tay mặt để lên tay trái gì mà ngồi xích bằng, mà cái tướng ngồi rất là trang nghiêm. Mà cái ánh sáng đó ha, cái ánh sáng từ cái chỗ cái người đó đó phát sáng ra, mà cái ánh sáng kêu bằng ánh sáng chói chang, mình không có thấy rõ là cái hình của cái vị đó. Dạ. Cái vị đó nói, cái giọng nói của cái người đó đó phát ra là cái tiếng rất là ấm, cái tiếng như là cái tiếng là chuông đồng mà nói vậy đó, giọng vậy đó nha. Nói á là con về đi, nói vậy đó, nó kêu á thôi con về đi. Cái tôi nói con đi tìm mẹ, nhưng mà con không biết đi tới đây là tới đâu rồi, rồi nhờ người cho con biết. Cái quý vị đó nói, cái vị đó đó nói ra là đây là ao Thất Bảo. Thì mình chỉ biết là ao Thất Bảo thôi, chứ mình không có biết là cái gì. Thì mình thấy bông sen nào, bông sen nấy nó bự gì nè. Có bông thì nó búp búp, có bông thì nó tàn gục xuống luôn, còn có bông thì nó bự ra, còn có bông thì nó phát sáng chiếu chiếu ra luôn. Thì tôi mới hỏi cái vị đó đó, tôi mới hỏi là sao mà trong cái ao sen có bông thì phát sáng, còn có bông thì héo, mà có bông thì ngủ gục luôn. Thì cái vị đó mới nói là ở trên, ở dưới Dương Thế là cái người mà trơn tu á, tu tiến hoài á, thì cái bông đó đó là phát sáng ra và có hào quang nở, càng ngày càng bự phát sáng ra có hào quang, là cái vị đó là Phật đã ký sẵn. Sau này là khi mà người ở thế gian đó mắc á, thì cái linh hồn á được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rước về vào cái hoa sen đó để đó tu, cho đến ngày á là Đức Phật Di Lặc ra thuyết pháp thì tự nhiên cái hoa sen đó nó nở ra cho cái người vị đó đó nghe tràng pháp. Cho nên á là tôi hỏi anh vị, người đã trả lời anh vị, rồi tôi nói á, rồi những cái bông mà nó héo nó rụt là sao? Cái người đó mới trả lời là những cái bông sen mà nó héo nó gục luôn á là cái người trên thế gian mình nó quá tạo tội nhiều đi, là cái người đó là vĩnh viễn không có được là trở về đất Phật nữa, không có được đào thai lại được nữa, cho nên cái bông nó héo nó rụt luôn. Là ổng trả lời như vậy đó. Rồi tôi nói rồi có cái bông mà nó búp búp nó chưa nở lần sau. Cái ổng nói á, cái bông búp búp mà chưa nở á, là cái người đó là cũng như là mới tu, thì từ từ cái bông nó nở ra.
Thì ổng trả lời như vậy đó. Cái ổng nói thôi con về đi, để quá muộn, cũng như là ổng sợ mình đi quá rồi cái ở dưới đây là mình bỏ xác hay sao không biết nha. Cái ổng nói vậy nè, ổng nói thôi con về đi. Thì tôi niệm Phật rồi cái đầu ổng, cái tay ổng phất gì cái bắt đầu mắt tiêu luôn. Tôi bay không biết tới tờ phương trời nào không biết. Rồi về xuống dưới đây đó ha, là kêu bằng tôi giật mình hỏng cái lưng mà chiếu lên nhiêu vậy nè, giật mình á. Ổng phất cái tay như giống như là kiểu mà ổng đưa mình xuống đây mà ở trển ổng dùng thằng thông phép á. Ổng phất cái tay gì đấy ha, là ổng đưa tôi xuống nhập vô cái xác đó ha, là cái lưng của tôi là hỏng lên nhiêu nè, tôi giật mình vậy nè, mà tôi vẫn niệm Nam Mô Đà Phật bự lên vậy nè. Cái ông nhà tôi kêu vậy bà vậy bà, mà tôi nói ha, cái trái tim tôi nhảy phịch 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 vậy, nó hết hồn á, cũng như là tự trên cao mình rớt xuống thì mình giật mình vậy đó. Dạ dạ thưa chị Út, chị Út có thể cho em hỏi thăm á, vừa qua thì em được chị Út tâm sự là có một lần chị Út đi thiếp để mà tìm mẹ, nhưng mà cái lần đi thiếp đó là trong vòng bao lâu chứ chị Út? Thì giấc đó đó là tôi ngủ từ thường thường tôi ngủ á là 10 giờ tôi mới ngủ, là vô mộng thì tới khoảng 11 giờ tôi mới ngủ, thì 11 giờ là tôi đi tới 3 giờ sáng đó. Dạ như vậy cũng khá là lâu. Ừ, từ 11 giờ là đi tới 3 giờ sáng đó. Giật mình thức dậy rồi dòm ra dòm đồng hồ là 3 giờ sáng đó. Dạ thưa chị Út, như vậy thì khi mà chị Út đi hai cõi như vậy á thì cuối cùng chị Út có tìm gặp mẹ chị Út không chị Út? Không. Đi cõi trên cũng không gặp, mà đi cõi dưới cũng không gặp. Tại vì công đức của mình không có, thành ra là ti gần cái hồn của mình đó, mình phát nguyện mình đi tìm mẹ, coi là gặp mẹ ở nơi đâu, nhưng mà không gặp, cõi nào cũng không gặp chứ. Phải chi mà mình có cái phép thần thông nghị lực cũng như là Ngài Thanh Đề vậy đó, mình cũng như là có Đức Phật là viện trợ cho mình đi cõi nào vậy đó, thì mình mới một mai là mới tìm ra được thôi, chứ còn như xác phàm mình rồi thua không có tìm được đâu. Dạ dạ thưa chị Út, ngoài ra thì em còn biết là chị Út là có một cái đôi mắt khác người, có nghĩa là đôi mắt của chị Út là có thể nhìn được thế giới tâm linh, có nghĩa là những cái vong hồn mà hiện ra thì chị Út sẽ thấy liền, nhưng mà em không biết rằng điều đó chị Út phát hiện khi nào. Hy vọng rằng chị Út có thể chia sẻ lại cho em cùng với quý vị Phật tử gần xa được biết không ạ? Ừ. Thì cái khi mà tôi thấy được cái người âm là năm nay là gần 3 năm rồi. Là tôi thấy là cái con nhỏ cháu á, nó dẫn bạn nó lại chơi. Cái tự nhiên cái tôi thấy là có cái ông già đi theo là bận cái quần cục rồi ở trần, mà đi theo sau lưng á, cũng như là hai đứa nó vô trong nhà tôi rồi. Dạ. Là cái ông già đó ông đi tới đó xong mà ông vô không được vì mình không biết nha, ông đứng ở ngoài cửa gào á. Cái tôi mới hỏi nhỏ cháu tôi vậy nè, tôi hỏi ê mày hỏi nhỏ bạn mày coi á, là trong gia đình nó có ai mắc không, có ông nội ông ngoại hay là ông hay người già già đó là cỡ sáu mấy 70 tuổi gì đó mắc không, mà sao mà tôi thấy là ở trần, tao thấy ở trần mà mặc quần cục, mà cái quần cục là trên bộ gối, mà cái quần cục mà màu sọc nữa, sọc nữa. Cái mình cũng như là mình thấy khách lại chơi mình đâu dám hỏi người ta. Cái mình kêu nhỏ cháu hỏi, cái nhỏ cháu nó khều nhỏ bạn ấy là nói là ê mày, vì Út tao thấy mày là có cái ông già nào đi theo đó mày, rồi ở nhà mày có ông nội ngoại gì mắc không, như nó hỏi y gan cho tôi vậy đó. Dạ. Cái nhỏ cháu mới nói có, là ông nội của nó là đi văn lứ rồi bị chích chìm, là khi mà chích chìm đó là vớt lên là ổng không có mặc áo, ổng chỉ là ở trần với bằng cái quần cục không à. Thì từ cái nhân duyên mà tôi gặp cái ông già đó đó, theo con nhỏ em gái đó đó, rồi là từ đó sao mà tôi gặp, rồi là từ đó tới sau sao mà ai lại nhà, thí dụ như mình có cái nhân duyên mình gặp được người đó thì mình gặp, còn như nhiều người lại kêu tôi coi cho chị coi em coi có ai theo không, thì khi mà mình không có cái nhân duyên hoặc là cái người âm người ta không cho thấy hay là sao không biết, thì mình giờ mình không thấy. Cái đó là mình nói thiệt chứ không phải là mình tài ba hay là mình tu đạt một cái cảnh giới nào gọi là con mắt thứ ba. Cho nên đó là kính thưa quý vị đừng có cho gọi là tôi là tu hành mà đạt tới cái mức cao độ, thì điều đó nó không có phải.
Tại vì mình là xác phàm, mình là người phàm, mình tu thì chỉ nó chỉ có một cái giới hạn nào mà nhỏ xíu xíu thôi, chứ không có mà cái đắc cái quả cao như các vị Bồ Tát. Quý vị thông cảm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Như vậy thì một lần thấy ông lão ra thì ngoài ra còn những lần nào khác không chị Út? Thì thấy người âm á, thì tôi thấy ở đây nè, ở đây là cái đường này nè, cái đường này nè, là có một người ở ngoài hè đó, là đi vô thẳng cái đường này nè, đi thẳng tới đây nè, là cái người đó là cao to mà cái bóng đen xì rồi nha. Cái tôi thấy đi gì nè, cái tôi chạy ra cửa sau tôi dòm, tôi kiếm, tôi hỏi ông nhà tôi nè, hỏi chứ ông có thấy ai đi đường này không? Cái ông nói không, bà qua mắt á. Cái tôi nói qua mắt như vậy tôi thấy thiệt, chứ qua mắt thì tôi trong nhà tôi dòm thấy, tôi còn chạy ra tôi dòm nữa coi có không nữa, qua mắt như vậy. Thì cái nhà mình ở đằng sau không có cửa gạo, ở trước không có cửa gạo, ai đầu vô. Thì dạ, một lần đã thấy như vậy xong rồi. Cái ở trên nhà tôi cũng có nữa, trong nhà tôi này ha, cũng dạ, có nữa, là tôi kể cho cái cảnh nha. Tôi kể mắt công ngôn sợ, nhưng mà thôi sẵn kể mình kể luôn. Dạ. Thì ở trong nhà tôi gì nè, cái chuyến mà ổng đi thành phố ngoài á, là cái chuyến mà chưa có dịch đó nha, cái ổng đi thành phố, cái ở nhà tôi á, là có người đi cụp ở trên nhà, cái tôi mới mở cửa phòng ra tôi coi, tôi nói ủa giờ này ai đi, mình sợ, mình cũng như là mình phụ nữ mà ở nhà mình ên mà mình sợ, cái mở cửa ra đi bắt đèn lên đi tới lui giờ không thấy ai chân chở vô nằm nữa. Dạ. Nằm nữa thì bắt đầu nghe tiếng, nghe cái tiếng là dở cái thùng nước nấu của tôi thường ngày là nấu uống nè, dở cái thùng nước ra một cái gột, tại vì cái thau của tôi úp lên cái thùng nước á, dở văng cái thau lên luôn mà. Dạ. Rồi cái cửa sau tôi đâu dám mở, tại vì mình ở nhà mình nên không dám mở cửa sau. Cái mình nghe vậy thì thôi, cái mình bỏ đi, mình kệ đi, vô niệm Phật rồi ngủ nữa. Vậy đó nha, mà sáng thức dậy đi ha, cái thùng nước ha giật gần cả tắc nước, cái thùng nước là chị châm nước vô đầy hoài đó. Ừ. Là sáng thức dậy đi ha, là cái thau văng ra luôn mà, cái thau thường ngày chị úp nghiêng nghiêng gì nè, rồi đó là cái đêm đó nghe vậy đó mà sáng ha, cái thau là văng ra luôn mà cái lu nước giật cả tắc gì đó. Nhà ông vỡ nước mà ông uống á, vỡ thùng ra uống nước á, mình không biết làm cách nào, mình không biết. Ui sợ quá. Ừ, mà cái thùng nước á thì vẫn đầy nắp nha. Yeah. Chỉ có cái thau văng ra thôi, còn cái thùng nước thì vẫn đầy nắp. Uống nước xong ổng cũng vẫn đầy nắp lại mà mình không biết cách nào. Dạ. Dạ thưa chị Út, chị Út cho em hỏi thăm á, khi mà đôi mắt của chị Út á mà đột nhiên nhìn thấy những cái vong linh á, những cái người tâm linh á chị Út, thì lúc đó là gương mặt của họ như thế nào chị Út? Ừ. Thì cưng hỏi thì chị mới tả cái khuôn mặt của cái người này. Thì cái người này á là cũng như là chị thấy hai người nha. Một người á thì chị thấy á, là một vị thấy ở ngoài hè này nè. Yeah. Là một vị á, thì ốm. Ốm kêu bằng ốm, là ốm kêu bằng ốm nhôm, ốm nhắc như ma cây gì đó, đen thì đen thích luôn. Là cái người đó là người hồi xưa á, người ta chết á, là người ta bị á, là cũng như là cái tội mà lắng ganh gì đó, rồi giờ bị đài lại là ngồi giữ ganh đó. Dạ. Thành ra là chị thấy là cái người đó, cái tướng người đó là ốm đen luôn, đen thùi đen thích mà ốm nhưng mà cây gì đó. Cái đó là một người nha. Còn một người nữa là chị thấy là cái ông ở trong đây nè, ở trong đây, đây vô đây là cỡ khoảng 2 cây số. Ngày xưa ổng thắt cổ không chết á. Dạ. Cái chị mới thấy ổng, mà cái tướng của ông đó là ổng cũng có da có thịt lắm, là tướng là lùn liền mà có da có thịt lắm nghe. Tướng thì nước da hơi đen đen nâu nâu mà ổng lè cái lử ra. Ừ. Thấy ghê lắm kìa, mà chị nhìn ổng chị thấy lè cái lử mà mắt trợn lên vậy nè, chứ không phải mà lè cái lử mà bình thường đâu. Dạ. Như vậy là họ đi sao thì hình họ vậy hả chị Út? Đi sao là họ chết, cái hình họ y gan vậy luôn đó. Cái chị nói nè, chị nói trời mẹt ơi, bữa nay ông đi đâu đường này nữa mà tôi gặp ông hả ông? Cái ông nói tôi khổ quá rồi, làm ơn cứu tôi chứ. Dạ. Mà để nói cái câu này không phải là ông nói liền được nha. Cái ông gặp mà ông chỉ vậy nè, chỉ lè cái lưỡi mà ông chỉ vậy nè, chỉ vô con cổ ông hoài vậy nè. Cái chị mới nói sao mà không nói mà chỉ hoài. Cái cũng như là người ta có cái thằng vòng, cái thằng gì đó thắt cổ người ta nói chuyện không được. Dạ.
cái chị mới nói với ông này vậy nè, chị nói chị thấy vậy đó, tôi thấy vậy đó thôi, giờ ông nguyện tôi với ông hợp tác lại thôi, nguyện cho người này là mở cho thằng dòng mở ra cái cọng dây đó đi, rồi hỏi người ta coi cái gì thì dạ. Tôi với ông mới đốt nhang lên đó là nguyện giấy, thì cái thằng dòng mới được mở ra rồi đó ha, rồi bắt đầu cái người đó ha mở ra rồi mà nói chuyện còn khó lắm, cứ ngắt à mà làm khọt khọt gì đó hồi mới nói chuyện được. Dạ. Rồi cái người đó mới nói là cứu tôi dứ, cứu tôi dứ. Rồi tôi hỏi cái gì mà cứu. Cái ổng nói là hồi đó ổng dạy á, hồi đó tôi dạy, tôi thắt cổ tôi chết á, rồi bây giờ á là tôi không có đầu thai được, rồi cứu tôi dứ, cầu nguyện cho tôi dứ, để cho tôi được đầu thai. Vậy đó, ghê lắm kìa. Dạ. Mà không có thấy được người âm á thì không sợ, mà thấy được người âm rồi hết nhiều khi á, mới ban đầu chị thấy chị sợ, rất là sợ, sợ dữ lắm luôn. Rồi dạ. Mình thấy cái mình làm như quen, mình không có sợ. Cũng như mình nghĩ là người ta là cũng như mình thôi, là mình không có sợ. Còn ở đây nè, cây kể cái gốc cây tại cái vườn bử này luôn nè, là nói đừng sợ nha, tại vì mình nguyện cho nó đi tu rồi. Dạ. Là ngày xưa ông này ông có nuôi ba ông á, như má ông á, có nuôi cái con chó phèn. Cái đầu đầu á là ổng đi đâu là ở nhà nó giữ cái vườn nè, nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui cái vườn này chị thấy hoài à. Con chó phèn nó chạy cả sọc sọc, cái con chó gì đâu, thường thường thì người ta nó chó ở dưới bù gối phải không? Dạ. Mà chị gặp cái con chó kiểu gì đâu mà nó trên bù gối mình, nó gần gần tới lưng quần mình vậy nè, nhưng mà chưa tới lưng quần. Cái chị mới gặp nó chạy tới chạy lui đường này hoài, chứ nó ủa kỳ á cà, không lẽ ở đây có ma chó, mình gọi là ma chó chứ mình đâu biết. Dạ. Cái tôi hỏi ông hồi đó ở đây ông có nuôi con chó nào mà cái màu như da bò không, cái màu mà nó hằng phèn y gan da bò vậy đó. Dạ. Cái ông nói có, hồi đó ông ba tôi không có nuôi con chó phèn. Thì bắt đầu vừa nói xong đó ha, là chị nói thì chị thấy con chó nó nằm tại cái chỗ này nè, nằm tại chỗ này luôn, cái nằm mà thở hơi hóp gì đó nha. Cái đầu tôi nói thôi ông ơi, thôi nó cũng là biết tu hành hay gì á, ngày hôm nay nó lên nó kia nó bộ nó kêu mình cứu nó hay gì, thôi mình nguyện mình đưa nó đi tu cho rồi đi. Cái tôi mới nói vậy nè, tôi nói tôi ra ngồi đây nè, tôi ngồi tôi nói sạm mình vậy. Yeah. Giống như bị khùng vậy đó nha. Dạ, yeah, giống nói, như là chị Út thì thấy mà người khác thì không thấy nó. Cái tôi ra đây tôi ngồi vậy, tôi nói sạm nè, tôi kêu vậy nè, tôi kêu Kiki. Cái tôi hỏi vậy nè, giờ con chịu đi tu không? Ngày xưa thì cũng như là ông ba ông nuôi, nhưng mà con đã qua đời, thôi bây giờ con đừng có đeo theo chủ nữa, thôi bây giờ con đi tu nghe, tao nguyện cho mày đi tu nghe, chịu không? Mày chịu thì mày gật đầu, còn không chịu thì mày lắc đầu. Cái nó gật đầu, nó biết nghe, gật đầu gì nè, chó mà nó còn biết nghe nữa, gật đầu. Dạ. Cái tôi mới nguyện theo nó. Tôi nói vậy nè, thôi giờ tao nguyện thì con nguyện theo ta nha. Mình nguyện là hôm nay là ngày mấy tháng mấy gì đó. Rồi tôi đặt cho nó là, tôi đặt cho nó cái tên đó là, mắc cừ lắm, tôi đặt tên là Phèn Cẩu. Dạ. tại vì nó con chó Phèn. Cái tôi đặt là, tao lấy cái tên Phèn Cẩu, tôi đặt cho nhà ngươi nghe. Nữa nhà ngươi nhớ tên Phèn Cẩu nha. Cái tôi mới niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Đà Phật ba lần vậy đó. Cái tôi nói giờ con á, nguyện theo ta đi, hôm nay ngày mấy thiên ma tháng mấy, con tên là Phèn Cẩu, con nguyện quy y Phật, con nguyện quy y Pháp, con nguyện quy y Tăng, rồi con nguyện quy y Tam Bảo, nhờ ơn Đức Phật từ bi phù hộ độ trợ lực cho con được là giảng sanh về cõi của người, giảng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Thì tôi nguyện như vậy đó là ba lần. Rồi cái bắt đầu đó, tôi nói nếu mà con cái nghiệp của con đã thành đó là chó thì bây giờ con là khó giảng sanh rồi, thôi bây giờ mình nguyện như vậy mà nhưng mà mình cảm thấy là nó không giảng sanh được. Dạ. Yeah. Cho nên đó là tôi nói cái nghiệp của con đó là thành chó không giảng sanh được, thôi bây giờ ta nguyện đó là các vị chư thần đưa con về núi tu, sau này con được nghe pháp rồi con tu tiến thêm lên này, rồi con được giảng sanh, con chịu không? Chịu thì gật đầu, không chịu thì lắc đầu. Cái nó gật đầu thì mấy tôi mới là nguyện là chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đó, thì nhờ ơn các ngài là đưa cho con Phèn Cẩu này đi về là miền Thất Sơn để tu. Thì tôi nguyện như vậy đó, thì tôi thấy có một cái là luồng gió
nó giống như là một cái gì, một luồng gió nhẹ gì nè, cái có cái bắt đầu phát qua bên cái mặt tôi, nghe mắt gừ vậy đó, nghe là tôi thấy con chó biến mất tiêu luôn đó. Dạ. Vậy đó. Lạ hay chứ. Dạ. Dạ thưa chị Út, ngoài ra thì em còn được biết á, thì trước đây chị Út có từng độ cho những vong linh thai nhi á, để mà đi tu tập á chị Út. Rồi em không biết rằng câu chuyện nó như thế nào, hy vọng rằng chị Út có thể kể lại cho em được biết không ạ. Nói về thai nhi á, thì cũng một cái nhân duyên mà mình thấy thai nhi là tại vì có bà chị ở ngoài thành phố á, bà vô chơi. Dạ. Cái tôi thấy có một đứa con gái mà tóc chằng khè, con gái nó trắng trẻo đẹp lắm nghe, mà tóc của nó quăng quăng vậy nè, mà nó hơi vàng khè. Cái tôi mới hỏi vậy nè, mình mới đầu mình muốn hỏi nhưng mà mình ngại, mình không dám hỏi. Yeah. Cái bà hay đau đau cái bù gối hoài à. Cái tôi mới khều khều vậy nè, nói chị em nói này chị nghe nè, có thì chị nói, không có thì thôi nghe chị, đừng buồn phiền em nghe chị. Em hỏi thiệt chị nha, đó giờ chị có bỏ con đứa nào không? Cái bà nói có. Cái tôi nói gì nè, tôi nói á là em thấy có đứa con gái á, theo chị, nhưng mà em không biết là chị bỏ con gái hay con trai, em không biết. Dạ. Cái bà nói á, là đó tôi có bỏ đứa con gái thì y gan như tôi thấy đứa con gái luôn. Cái tôi mới nói giờ em thấy nó theo chị vậy đó, nhưng mà em không biết làm sao, thì chị thông cảm và cảm phiền cho em. Tại vì vô tình là em thấy, chứ không phải là nó nhát em gì. Thì dạ. Mình thấy vậy đó. Cái đầu mình mới là kêu bá thôi, giờ lỡ rồi, đã lỡ em giờ em thấy rồi thì thôi, giờ mình xúm nhau, mình đốt nhang, mình nguyện, mình gửi cho nó đi tu. Cái đầu tôi kêu nhà tôi á, thôi giờ ông ra tay, ông nguyện, ông đưa đứa bé này đi tu đi, chứ giờ tôi thì chỉ nhìn thấy thôi. Cái đầu chỉ mới lên đốt nhang của quyền Tam Bảo, đốt nhang ba ngôi, cái nguyện cho nó đi tu. Mà cái lúc mà bà vô nhà tôi thì thế là cái giò bà đi cà nhắc gì nè, đi giống như là kiểu mà một cái giò nguyên, còn một cái giò đi cà sượng sượng vậy đó. Dạ. Cái nguyện như vậy đó, rồi đưa nó đi xong rồi bắt đầu bà lại bà tạ ơn trên á, rồi xong là hồi bà đứng dậy bà đi, cái giò bà phải ra luôn, không có còn đi cà bệ nữa. Mình thấy rõ ràng trước mắt mình vậy á, chứ không phải là nói dốc. Dạ. Dạ, như vậy là ở đôi mắt của chị Út là đôi khi là tự nhiên nhìn thấy gì ha chị Út? Đúng rồi, đôi như cũng như là tự nhiên mình giờ mình thấy gì đó. Còn có nhiều khi á, kêu tôi á, giờ mình thấy cái đó mà kêu hoài giờ tôi cũng không thấy nữa, nó ngộ vậy đó. Dạ. Giống như là chị Út chưa có điều khiển được cái chức năng đó gì đó. Đúng rồi, cũng như là mình không có tới cái tần số nào mà mình điều khiển được á, mình không biết nữa. Tự nhiên mình nếu mà mình dòm thấy, có duyên mình dòm thấy hay là sao không biết nha. Có lúc thì thấy, có lúc thì không, chứ không phải lúc nào cũng thấy. Dạ. Yeah. Cũng như mấy đệ vậy nè, đi chung với nhau vậy nè, là trong một người thì tôi cũng như là mình có duyên thì mình thấy một người, còn mình không có duyên á thì mình không thấy hết. Nó vậy đó, cũng như mình thí dụ vậy nha. Dạ. Yeah. Vậy đó. Lạ quá. Ngộ vậy đó, chứ không phải là đâu cũng dòm thấy. Nếu mà đâu cũng dòm thấy mình nói tùm lum, ta giả cái miệng mình chết á. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị Út, khi mà chị Út phát hiện ra được như vậy á, chị Út có sợ không chú? Thì mới đầu á thì tôi cũng sợ, nhưng mà mình thấy biết là làm như là mình bị quen. Tại vì mình nghĩ là những cái người đó là người ta chỉ là thể hiện ra đằng cho mình thấy để mà mình cứu giúp người ta hả, lần sau đó. Chứ mình không biết, chứ không phải là người ta nhắc mình thấy, người ta không nhắc mình mà. Dạ. Tôi thấy người ta không có nhắc tôi. Dạ. Nhưng mà khi mà chị Út đi ngoài đường á, có khi nào mà chị Út đi ngang những cái chỗ mà tai nạn đó rồi chị Út thấy không? Thấy chứ. Ồ. Thấy hai chỗ luôn á, đây ra ngoài chợ, đây ra chợ Định Yên ha, thấy hai chỗ luôn á. Một chỗ là thấy ngay trước cửa nhà tôi. Dạ. Một chỗ thì ra tới chỗ mà cái bụi tre ở ngoài mà gần chợ Định Yên ngoài á, có một chỗ. Cái bữa đó tôi với ổng đi bán kẹo bông gòn, cái đi về cái tôi thấy trong bụi tre nó ngồi sù sù trong bụi tre vậy nè, tóc xả dài xuống vậy nè. Cái tôi nói ha bữa nay nữa ha, bữa nay hiện ra nó tính làm gì đây,
hiện ra ha, bữa nay ha, cái tôi chỉ tôi tặng hắn, tôi thấy vậy cái tôi tặng hắn, cái tôi bỏ qua, tôi không nói gì trơn ha. Vậy đó mà đi lần sau nó xô cái bánh xe, cái bánh xe sau á, dạ. Chạy lần sau nữa cái nó xô cái bánh xe sau mà giống như bị giống như là mình bị tôi đang ngồi trên xe mà giống như có một cái người mà khổng lồ nào mà nhích cái bánh xe tôi xề qua bên vậy nè, nó kỳ vậy đó, nó ngộ vậy đó. Cũng như chiếc xe mình đang chạy chỗ này ha. Cái bắt đầu tự nhiên cái có người mà ginh chiếc xe mình dở hỏng lên cái xề qua bên đây vậy nè. Giống như là họ ghẹo chị Út. Có khoảng nhiêu vậy nè. Cái bắt đầu tôi nói tôi khều không, tôi nói kìa kìa. Nó là nó giỡn mình kìa. Tự chết. Cái bắt đầu tôi nói vậy nè, chạy qua lần sau nữa. Cái tôi nói vậy nè, tôi nói nước sông không phạm nước giếng nha quý vị. Quý vị nào á, là muốn đi tu tôi đưa đi tu, còn quý vị nào không muốn đi tu thì ở đây chơi người khác đi, đừng có giỡn tôi. Dạ. Nói vậy đó nghe, tôi không phải dễ ăn đâu, giỡn nghe quý vị. Dòm phải dò mặt cho kỹ nghe quý vị. Vậy đó mà tôi nói lần đó tới sau tôi không thấy mà nó không khóa tôi nữa. Không thấy nó nữa mà dạ. Không khóa nó nữa. Rồi biết đường đâu đưa ta đi tu. Dạ, có nghĩa là họ mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Mà không biết có phá người khác không, mình không biết nha. Dạ. Còn ở ngoài trước cửa nhà tôi nè, thì hồi đó nó xéo xéo đằng cửa nhà này chút, có cái bà đó, bà đi ăn cháo đêm, mà bà lội bộ bà đi ăn cháo đêm đó. Dạ. Cái bà bị tai nạn xe, bà mất đi, bà già rồi. Cái đồ bà đi đảo giảng ở ngoài ngoài lộ hoài á. Đi dạ. Tới lui đảo giảng ngoài lộ hoài á. Ồ ghê vậy chứ. Rồi cái đầu á, bà còn hồi đó đó ha, là bà tới lui đảo giảng ngoài lộ, bởi vì ở đây nè bà hổm hồi năm rồi nè, bà chị em bạn dâu thứ ba tôi nè bị cái ông kia ông chạy mà ông chạy đường lộ bên đây ở trong á, ông chạy vô mà bả đi bả đứng sát bà lộ bên kia mà ở bên đây mà ông sắn rồi bả đụng cái chát được. Ừ. Như là người ta đi đảo giảng người ta kiếm cái chỗ mà giống như là thế mạng hay gì mình không biết điều đó. Rồi cái tôi thấy vậy đó, tôi thấy bà chị ba mới bị xô vậy đó. Cái dạ. Tôi cũng hơi nóng trong bụng lên ha. Tôi nói ở đây mà còn phá. Tôi nói gì đó, tôi nói á, ở đây thì lớn tuổi rồi thì bây giờ mình phải biết quy y Phật, quy y Pháp và tu, chứ không có giỡn gì được nha. Bây giờ bà chịu đi tu không, tôi đưa bà đi tu, chứ bà không có giỡn gì tôi không đồng ý. Cái người này là người thân của tôi nữa, tôi không đồng ý cho các vị làm như vậy. Dạ. Cái tôi ra tôi nói vậy đó ha. Cái bắt đầu tôi nghe dưới giò nó là bịch dưới giò tôi nha. Ừ. Cái tôi nói bây giờ quý vị chịu đi tu không, tôi nguyện cho quý vị đi tu. Cái tôi nói bắt đầu ngày mai là cũng như bữa nay là ngày mùng 5 thì thôi tôi chỉ nói với quý vị thì như vậy thôi. Ngày mai là ngày mùng 6 tôi mua bông hoa trái cây và tôi cúng trên Tam Bảo, rồi tôi nguyện quý vị đi tu với tôi, chịu không? Chịu thì dặm đất ba cái, không chịu thì im gu giùm tôi. Dạ. Cái gì đó mà dặm ở dưới đất bịch ba cái y gan như cái trái banh mà mình vỗ xuống đất vậy nè. Ừ. Cái qua ngày sau cái tôi mua bông trái cây về, tại vì mình biết tên họ của bả mà. Dạ. Cái tôi mua bông trái cây về, tôi nguyện là tự nhiên là mình nguyện xong rồi mình có cái cảm xúc như là vừa mừng mà vừa tủi gì đó, nó giống như vừa, trong bụng thì nó mừng mà nước mắt nó gưng nó kỳ lắm. Cái dạ. Tôi nói vậy là tôi cảm nhận được cái lòng của quý vị là được đi tu, là cũng như là bả tủi cái làm sao mà bả đi ngoài đường mà con cháu không biết là dạ. Cái đó là tủi, còn mừng là mừng được cái là đi tu, không có chịu là ở chỗ đó dầm mưa dầm nắng nữa, là mình cảm nhận được cái lòng của bả cảm xúc ra được như vậy. Cái tôi nói thôi bây giờ là bà đi tu đi. Rồi bắt đầu tôi với ổng đốt nhang nguyện bà đi tu, tới giờ tôi không có thấy bà đảo giảng mà lộ nữa. Vậy đó. Yeah. Là đây là mình một cái là mình ngộ bắt cặp, mình dòm thấy, mình gặp và mình nguyện vậy thôi, chứ không phải là mình tài ba vậy đó, vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị Út đã gửi đến em cùng với quý vị Phật tử những câu chuyện tâm linh xoay quanh chị Út. Dạ, yeah. Em nguyện cầu chúc cho chị Út có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an mỗi ngày ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Kính chào quý vị. Dạ em chào chị. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là một số câu chuyện tâm linh xoay quanh chị Út, một vị cư sĩ ẩn tu đã được chị Út gửi đến cả nhà mình trong ngày hôm nay. Dạ, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nhé.
Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Xin chào.